Tối ngày 22 tháng 11, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Xuân Quang, 53 tuổi, ngụ ở thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, Bắc Giang và Dương Thị Nga, 43 tuổi, ngụ tại phường Nam Tiến, thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên về tội giả mạo trong công tác xảy ra tại huyện Việt Yên. Tại thời điểm phạm tội, Nguyễn Xuân Quang là chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, Bắc Giang. Dương Thị Nga khi đó làm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và phát triển thương mại quốc tế Khải Hồng. Theo tài liệu điều tra, năm 2021, hai bị can Nguyễn Xuân Quang và Dương Thị Nga đã có hành vi lập, ký khống tài liệu hồ sơ dự thầu và trúng thầu gói thầu xây dựng mới, chăm sóc đường băng xanh cản lửa do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư. Dự toán gói thầu là 3,8 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Do không đáp ứng các điều kiện đấu thầu như phải có kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp trong 3 năm gần nhất, các hợp đồng nhà thầu thực hiện có tổng giá trị 5 tỷ đồng. Dương Thị Nga đã chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và phát triển thương mại quốc tế Khải Hồng thuận lợi trong đấu thầu. Đồng thời, Nga nhờ Nguyễn Xuân Quang ký, xác nhận khống vào các tài liệu, hồ sơ để đủ điều kiện tham dự, sau đó là trúng thầu. Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng, làm rõ.